Chào các bác, bây là 6 giờ chiều rồi nha. Vừa mới làm về đây, thì bây giờ trồng cái cây. Cái cây này hôm trước em quay nhưng mà chắc chưa kịp upload lên ấy. Thì mấy hôm nữa sẽ lên, nhưng mà em mua cái cây này mà vừa quay ở chợ rồi. Hôm nay là đã chính thức sở hữu nó rồi. Vừa làm hôm trước là nhầm nó là cái vối các bác, vì người ta vắt hết lá rồi. Nhìn nó rất giống cái cả da cho đến thân rằm lẫn những cái cuống lá, rất giống cây vối, rất giống cây vối nhé. Nhưng mà sau mà khi mình cấu một tí lá cho mình ngửi thì đúng nó là cây cây roi quá, cây roi mà nhỏ nhỏ nên nó là cây 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 roi hơi miền Nam, mà miền Nam thường gọi là cây mận mận đỏ ấy. Cái quả nó đỏ đỏ tí nó sẽ có cái hình mô tả mà nó có cái quả cho các bác hình dung nha, chứ không phải roi miền Bắc. Roi miền Bắc thì nó lại không không được đẹp bằng đấy. Thì cứ gọi là roi Thái ấy, hoặc là có người thì gọi là roi chiêm. Roi chiêm quả đỏ nhỏ nhỏ các bác nhé. Đấy thì em vừa mới cạp được nó về đây, bây giờ là quay một lượt cho các bác xem nha, xem nó có hay ho gì không nha, đối với các bác không nha. Đối với em thì em thích rồi, đặc biệt nó là cây ăn quả mà nó quả nó rất đẹp. Lúc đầu là ai nhìn chắc cũng nhầm một cây vối, vì ít ai chơi cái cây roi là cây mận đỏ của trong miền Nam các bác. Nó cũng khá là nghệ thuật, dăm chi nó khá là đầy, nhưng mà tất nhiên nó đang để tự nhiên ấy. Thì bây giờ tôi sẽ trồng lại, vì là vừa mới trở về thì nó khoảng cách nó xa quá, nó bung hết lên đấy, bung hết đất lên, bắn đầy đất vào mông đít đấy, nói bác thông cảm. Thì sẵn cái chậu này trồng ở đây chứ tôi không thích cái chậu này đâu, tôi định kiếm ép bét ra phải cái chậu Đồng Nai, hoặc là có cái chậu tàu tròn ấy mà đen đen ấy, đẹp đẹp ấy, nó bệt bệt một tí ấy. Nhưng mà thôi, mình lâu dài để tính sau. Bây giờ có cái gì trồng cái đấy, có cái này, có cái chậu xi măng này, nhìn nó cũng mịch nhưng mà thôi, trồng không có trồng cái kia nó nhỏ quá nó xấu các bác nhé. Rồi có tí đất trộn sẵn đây rồi, ít thịt hôm nay sắm được ít dây uốn đây rồi đấy, rồi sẽ trồng vào đây và bẻ lại tay tán cái cây này, xoay xoay một vòng cho các bác xem cái cây này nha. Xoay vòng cho bác xem. Đây cái bệ bệ cao nhá, cao một nó khoảng độ 3 găng tay. Xoay một tí nhá, đấy các bác nhá, đấy năm nó khá là đều, cây này cũng có một tí tuổi rồi. Bệ vào có cây tử đây, cây tử nó tương thân đấy, cây tử tương thân, phụ tử tương thân này. Nhưng mà cái cành cây tử này thì đang thiếu một cái tay đỡ đầu của nó, của cha nó xuống. Mẫu tử tương thân hoặc phụ tử tương thân, cái này phụ tử tương thân các bạn. Đấy thiếu một cái tay che chở cho cái tử này xuống. Còn tay nghệ thuật bên này thì đủ rồi, vì để nó cân đối cái cây ấy. Đấy thì ý đồ là sẽ phải có một cái tay như thế này và bể con nó lối bonsai trong miền Nam. Giờ là chuộng mốt miền Nam quá, không có chơi bông tán đấy. Bệ đây, bệ nó hơi rối rắm, thôi kệ để sau cục đắp đất lên thôi. Đấy, các bạn nha, bây giờ làm các bạn nha. Hey!
the wife. Hi-ho the derry-o, the farmer takes the wife. The wife takes the child, the wife takes the child. Hi-ho the derry-o, the wife takes the child. The child takes the nurse, the child takes the nurse. Hi-ho the derry-o, the child takes the nurse. The dog takes the cat. Hi-ho the derry-o, the dog takes the cat. The cat takes the mouse, the cat takes the mouse. Hi-ho the derry-o, the cat takes the mouse. The mouse takes the cheese, the mouse takes the cheese. Hi-ho the derry-o, the mouse takes the cheese. Báo cáo là tối quá rồi, muộn rồi. Vừa nãy cô vào dây thứ nhưng mà không quay lại được các bác. Nó tối quá, trời tối quá. Bây giờ mới bật cái điện lên một chút để các bác nhìn xem cây nó có gì khác không nha. Đấy, khá nghệ thuật. Khá là nghệ thuật nha, chúng ta xoay xoay một tí nha. Bật thêm cái đèn này cho nó rõ này, cho các bạn nhìn này. Cái này hơi thiếu tí đây, hơi thiếu tí. Cây này nó mạnh lên này, cây này mạnh lên sẽ ok. Cây này đang bị mạnh quá. Mình lắp xuống tí nữa. Lắp xuống nó về gốc tí. Đó. Nói chung là dần dần các bác, chứ làm ngay vội tối không được, nó đang bị lệch bên kia tí. Đấy, cái con kia thì cắt đi, hơi mạnh quá cái tay này. Đấy, mình chờ cái tay kia này nó mạnh lên thì nó che vào cái chỗ trống kia. Con tử này tạm được rồi. Đấy. Đó nhỉ. Để quay cận cảnh cho bác xem. Rất thơm quá nha, thơm cực. Các bác nào mà từng ngửi cái lá cái tuy roi hoặc là quả nó thơm á. Dăm nó khá là dày mà mình thì có mỗi mua được một loại dây uốn này thôi, nhưng nó hơi to so với những cái dăm nhỏ. Anh em phải mua cái dây mạ đồng nhỏ. Nhưng mà có mỗi loại này tôi dùng luôn, nhiều khi nó cũng là cái không tốt. Rồi gãy chi gãy dăm thôi. Trông cái chỗ bẩn bẩn này thôi, chỗ xi măng này thôi. Đấy các bác. Đấy các bác. Cây roi nhé. Cây roi hay còn gọi là cây mận đó nhé. Cây mận. Vệ dễ rất ok. Miền Nam gọi cái mận đó nha, mận đỏ. Mùa này thấy bán đầy đường quả cây này rồi đấy. Đấy.
Muộn quá. Rồi, xin cảm ơn các bác nha.